Chào bạn nhé, hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn mẫu ghế neo bệt xoay bên mình cho các bạn xem nhé. Mẫu ghế này là mẫu ghế neo bánh xe múi bên mình này. Mình quay cho bạn là 4 màu nhé các bạn. Màu đen này, màu nâu vàng này, màu đỏ này và màu nâu cà phê nhé. Ngoài 4 màu này ra thì bên mình còn có rất nhiều màu khác nhé. Mình đang màu nào thì đều sẵn màu đấy đấy. Thì tùy vào nhu cầu của các bạn ấy, các bạn có thể chọn màu sắc và mẫu mã cho phù hợp nhé các bạn. Ghế này thì có thể ngồi làm neo này, ngồi đóng hàng này, rất chi là tiện lợi nhé. Các bạn mua về cho bé ngồi cũng thích. Thôi, mình quay qua một đoạn vậy thôi nhá. Mình cảm ơn các bạn. Mình chào các bạn.